Chào mừng cả nhà đã quay trở lại Anna Auto. Ngày hôm nay em lại lên cho cả nhà một chiếc xe thuộc phân khúc hạng B, đó là chiếc Mazda 2 số năm 2019 biển Hà Nội, phiên bản luxury, xe nhập khẩu nguyên chiếc. Và giá hiện tại em đang bán đó chính là 495 triệu giá có thương lượng và hỗ trợ anh em xe. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu xem chiếc xe này có gì nhá. Xe được trang bị hệ thống đèn full LED, kèm theo đó là giải LED ban ngày và đèn sương mù LED. La răng hợp kim 5 chấu, kích thước 16 inch. Gương chiếu hậu gập điện tích hợp báo rẽ. Đuôi xe được thiết kế tương đối đơn giản với cụm đèn hậu hút ngược ra phía trước, tăng thêm tính an toàn. Kèm theo đó là trang bị camera lùi và cảm biến lùi. Mazda 2 phiên bản luxury đời 2019 được nhập khẩu nên thân vỏ rất là chắc chắn. Được trang bị nội thất da pha nỉ, tay lái 3 chấu bọc da, tích hợp điều chỉnh âm lượng, đàm thoại rảnh tay, ga tự động cruise control. Ở phiên bản này được trang bị lẫy chuyển số trên vô lăng, trang bị iStop dừng tắt khởi động cơ. Xe được trang bị hộp số 6 cấp, kèm theo đó là hệ thống điều chỉnh Mazda Connect. Màn hình cảm ứng 7 inch, tích hợp 6 loa, kết nối AUX, Bluetooth, USB. Ô tô hiện tại của xe đang là 2.500.000 km. Xe full lịch sử bảo dưỡng hãng. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Anna Auto, xe chất, giá trị thật.